Chào các bạn nha. Hôm nay mình làm cái clip giới thiệu với các bạn cái lợp cá chạch với cái lợp tép á, bên mình đang cung cấp cho anh em á. Thì nói chung lợp cá chạch với lợp tép là mình làm một cái kiểu nan nó tương tương tự nhau nha các bạn. Nan nó là nan bự dày nha các bạn. Nhưng mà chỉ có khác là cái hôm lợp tép với hôm lợp cá chạch nó khác nhau thôi. Các bạn xem nè. Đây cái nan này nha các bạn. Các bạn nhìn nó rõ, nan nó dày bự ha. Đó, cá chạch thì nó hơi hơ hơn miếng nha anh em. Cái nan mà để đang lợp cá chạch thì nó hơi hơ hơn miếng. Với lại cái hôm lợp cá chạch nó khác cái hôm lợp tép nha anh em. Cái hôm lợp cá chạch nè là nó cái anh thấy anh em thấy không? Cái đầu nó nhọn nha anh em, chủ yếu là để con cá chạch mà nó vô là lúc vô là nó lóc vô nha anh em, còn lúc ra là nó không có ra được, là lý do là vậy. Còn cái lợp tép nè, cái hôm này ha, hôm đầu hôm trong nó là cái đầu cái miệng nó bự hơn nha anh em, tại vì cái tập tính mỗi con đó nên làm cái hôm nó khác nhau nè. Cái hôm lợp cái chạch là nó khít nha anh em, còn cái hôm của lợp tép là nó hở nè đó. Còn về bề ngoài thì cái nan thì nó đều là như nhau hết nha anh em, đều là nan bự hết ha. Đó, anh em thấy không, này lợp cái chạch nè, lợp tép nè, nan nó y xì ha, nan bự hết. Nan này cỡ khoảng cỡ gần 3 ly nha anh em, 2 ly mấy, 2 ly rưỡi. Rồi anh em nào mà cần cái lợp tép với lợp cá chạch thì liên hệ mình nha. Số Zalo của mình là 0936059090 nha anh em. Hàng mình ship toàn quốc. Ngoài ra thì mình cũng có bán đủ loại các lồng bẫy khác, thì anh em cần cái loại nào thì cứ alo mình tư vấn nha anh em. Chào tất cả anh em.